Hello, xin chào bạn. Chào mừng bạn đã quay trở lại với Phong Vũ Official. Cái bên mình đây là một cái chiếc laptop rất nổi bật. Nó không chỉ nổi bật ở phần ngoại hình mà trang bị bên trong của nó cũng rất là đáng giá. Bởi vì chúng ta đã được trang bị AI và nó chính là một đại diện đến từ nhà MSI. Nó có tên là MSI Steel 18 AI. Và chiếc laptop này nó có những điểm gì nổi bật thì các bạn hãy cùng mình tìm hiểu video lần này nhé. Bắt đầu thôi. Ngay từ cái tên thôi thì phần nào các bạn đã đoán được điểm nổi bật nhất ở trên chiếc laptop này đó chính là gì rồi đúng không? Đó chính là AI. Và với chiếc laptop này thì nó sẽ được trang bị một cái cấu hình phần cứng cực kỳ mạnh mẽ, gần như là must option về AI ở thời điểm hiện tại rồi. Chúng ta sẽ được trang bị một con CPU Intel Core Ultra 9 185H. Nó sẽ cho xung nhịp tối đa ở mức là 5.1GHz, 16x22 luồng. Và các bạn sẽ được trang bị nhân NPU, nó tích hợp, nó chạy local ngay ở trên máy luôn. Các bạn sẽ được trang bị thêm 32GB RAM nữa, 2TB SSD và RTX 4080. Dung lượng VRAM của chúng ta đạt được đó chính là 8GB VRAM. Và nó sẽ được cài đặt sẵn driver NVIDIA Studio trực tiếp ở trên máy luôn. Và thật sự nếu như mà các bạn chỉ nhìn sơ ngang cái phần cấu hình của chiếc laptop này thôi mà các bạn sử dụng nó để mà các bạn làm văn phòng hay kể cả là các bạn chơi game đơn thuần thôi thì thật sự nó rất là phí luôn. Bởi vì cấu hình này là nó được tối ưu riêng để cho các bạn có thể là làm tất cả tác vụ đều trực tiếp ngay trên chiếc laptop này. Các bạn hoàn toàn có thể làm việc văn phòng, các bạn hoàn toàn có thể chơi game từ nhẹ cho tới nặng, hay kể cả là các bạn có thể làm đồ họa trực tiếp ngay trên máy. Và đặc biệt là nó còn được hỗ trợ bởi AI nữa, nên là những cái tác vụ của các bạn nó sẽ mượt mà và trơn tru hơn rất là nhiều. Và bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái trải nghiệm của mình với chiếc laptop này sau khi mà mình đã sử dụng được một khoảng thời gian rồi với những cái tác vụ về AI các bạn nha. Với những cái tác vụ về AI thì nó cực kỳ hữu ích trong công việc hay là giải trí hiện tại. Với những NPU thì nó sẽ giúp cho các bạn có thể là xử lý những cái tác vụ AI nhanh và mượt hơn rất là nhiều. Ví dụ như mình đi thì mình hay sử dụng Stable Diffusion để có thể tạo ảnh bằng AI, thì chỉ cần mình nhập đúng cái prompt vô thôi là nó ngay lập tức nó sẽ trả ra kết quả rất là nhanh. Hay kể cả là giải trí thì DLSS 3.5 ở trên RTX 4080 với công nghệ DLSS Super Resolution, nó sẽ giúp cho FPS ở trong game tăng lên rất là đáng kể. Ví dụ như mình chơi GTA 5 đi mà mình không bật DLSS Super Resolution thì FPS của nó sẽ nằm ở mức tạm ổn thôi. Nhưng khi mà mình bật lên thì FPS của nó sẽ lập tức tăng lên gần như là gấp đôi luôn. Chưa kể là chất lượng khung hình của nó được tái tạo rất là tốt, mượt mà, và cái chất lượng đổ bóng thì nhìn rất là thật nha. Với công nghệ DLSS 3.5 thì nó sẽ có thể giải quyết tốt được cái câu chuyện là các bạn có thể là chơi game mượt mà, ngon lành những cái tựa game AAA một cách chân thực nhất với mức FPS rất là cao. Ngoài ra thì với NVIDIA Studio thì nó còn tối ưu rất tốt cho những cái phần mềm làm đồ họa nữa. Ví dụ như mình thì mình hay sử dụng những cái ứng dụng của Adobe, ví dụ như là Photoshop nè, Premiere nè, hay kể cả là Lightroom. Thời gian render ảnh hay là video sẽ rút ngắn đi kha khá. Và kèm theo đó thì khi mà mình sử dụng những cái tác vụ trong các ứng dụng này, ví dụ như là kéo thả layer, những cái tác vụ đơn thuần ở trong Photoshop hay kể cả là Generative Fill thì nó cũng sẽ nhanh hơn khá là nhiều. Và đó chính là về phần cấu hình của con MSI Steel 18 AI này. Còn về phần ngoại hình của nó thì sao? Nếu như các bạn chỉ nhìn đơn thuần ở trên video này thôi thì thật sự nó chưa lột tả hết được cái vẻ đẹp của con laptop này đâu. Với MSI Steel 18 AI thì chiếc laptop này nó sẽ không phải là một cái chiếc laptop được thiết kế theo dạng quá hầm hố, nhưng mà nó vẫn giữ được cái chất gaming đến từ nhà MSI. Với bốn cạnh chúng ta sẽ được làm rất là sắc nét. Nhìn như thế này nha thì các bạn sẽ thấy nó vuốt rất là đẹp luôn. Ở phần mặt A thì chúng ta sẽ được làm hoàn toàn từ kim loại với điểm nhấn đó chính là logo hình con rồng ở đây. Và với cái logo này, nó là cái logo phát sáng các bạn nha, chứ không phải là một cái logo đơn thuần thông thường đâu. Nên thành ra nếu như các bạn nhìn vào buổi tối á, thì thực sự chiếc laptop này nó giống như là nổi bật giữa màn đêm luôn. Còn về phần bản lề thì chúng ta sẽ sử dụng một cái phần bản lề đôi. Cảm giác khi mà mình gặp mở màn hình giống như thế này thì nó rất là mượt. Và nếu như mà các bạn sử dụng thông thường á thì nó hoàn toàn có thể trụ tốt cái phần màn hình 18 inch giống như thế này. Rất to nhưng mà trụ vẫn rất cắt nha. Một cái điểm mà mình cảm thấy khá là thích nữa ở trên cái phần thiết kế của con MSI Steel 18 AI này đó chính là về phần những cái hốc tản nhiệt ở đây. Tại vì chúng ta sẽ được trang bị lên tới là 4 hốc tản nhiệt thì nó mới đủ khả năng là nó tản nhiệt cho cái cấu hình rất mạnh này. Bởi vì khi mà các bạn sử dụng những tác vụ nặng á thì con Intel Core Ultra 9
1080H cộng với RTX 4080 thì nó sẽ tỏa ra khá là nhiều nhiệt. Và với bốn cái hốc tản nhiệt được thiết kế khá là to giống như thế này thì nó sẽ giúp cho airflow ở trong máy nó sẽ thông thoáng hơn rất là nhiều, và nó sẽ đảm bảo cái lượng nhiệt ở trong máy được duy trì ổn định để cho các bạn sử dụng những tác vụ nặng nó trở nên trơn tru và mượt mà hơn rất là nhiều. Nhưng mà nãy giờ khen rồi, bây giờ thì mình sẽ chê đi. Mình chê một cái điểm nho nhỏ thôi, đó chính là ở trên cái phần thiết kế của con MSI Steel 18 AI này thì nó sẽ được phủ thêm một lớp nhám. Tuy nhiên, cái lớp nhám này nó không giải quyết hoàn toàn cái vấn đề, đó chính là nó bám dấu mồ hôi vào vân tay. Khi mà các bạn chạm lên thì nó vẫn bám nha, nhưng mà nó chỉ bám ít thôi. Để giải quyết cái vấn đề này á, thì chúng ta sẽ chỉ có một cách duy nhất là các bạn sẽ phải lấy khăn các bạn lau lại sau khi mà các bạn sử dụng thôi. Và điểm thứ hai mà mình cảm thấy không thích ở cái phần ngoại hình của chiếc laptop này, đó chính là về trọng lượng của nó. Thực sự nếu như mà các bạn vừa mới bưng cái chiếc laptop này lên thì các bạn sẽ cảm thấy là nó nặng liền, bởi vì nó không chỉ nặng về mặt trọng lượng không mà nó còn nặng về tiền nữa các bạn. Con này thì nó sở hữu trọng lượng là gần 3kg cho một chiếc laptop và chưa kèm theo củ sạc các bạn nha. Nếu như mà kèm theo củ sạc nữa thì trọng lượng của máy và của củ sạc thì nó sẽ nằm đâu đó ở khoảng là gần 3,5kg. Thực sự nha, nếu như mà ông nào lực lắm á thì chúng ta mới có thể là mang vác cái chiếc laptop này đi ra ngoài quán cà phê hay là mang đi học, chứ thật sự nếu như là tôi á, tôi mang vác con này tôi cũng mệt. Và ngoài phiên bản cấu hình mà mình đang review cho các bạn thì chiếc laptop này nó sẽ còn có rất nhiều những phiên bản cấu hình khác nữa để cho các bạn có thể là lựa chọn phù hợp với nhu cầu và sở thích của mình nhất. Ở bên trong khi mà các bạn mua chiếc laptop này thì chúng ta sẽ được tặng kèm thêm một con chuột MSI và mã của nó là M18 nữa, và kèm theo chúng ta sẽ còn có thêm một cái chiếc tai nghe, và đây là chiếc tai nghe phiên bản đặc biệt các bạn nha. Để coi coi, Make for Gamer and Creator, nghĩa là nó sinh ra dành riêng cho mình rồi. Tiếp đến phần màn hình, các bạn có đoán được đây là màn hình có kích thước bao nhiêu inch không? Không đoán được đúng không? Mình thì mình cũng không đoán được đâu, nhưng mà ngay từ cái tên thôi là nó đã thể hiện lên rồi. Con này thì nó sẽ có màn hình với kích thước là 18 inch, tỷ lệ màn hình là 16:10. Thì với cái tỷ lệ màn hình này á thì nó sẽ tối ưu về cái phần chiều dọc khá là nhiều, nên khi mà các bạn đọc báo hay kể cả là các bạn làm Excel và các bạn cuộn nhiều cái dòng khác nhau á thì nó sẽ hiển thị nhiều hơn và nó sẽ tối ưu về cái phần góc nhìn hơn dành cho các bạn. Ngoài ra thì chúng ta sẽ còn được trang bị thêm một cái màn hình với độ phân giải lên đến là 4K Plus và kèm theo đó công nghệ mini LED nữa. Cái công nghệ mini LED này thì nó sẽ giúp cho những cái hình ảnh hiển thị ở trên màn hình nó sẽ trở nên sắc nét hơn và màu sắc của nó sẽ tươi tắn hơn khá là nhiều so với những cái màn hình sở hữu những cái công nghệ thông thường. 120Hz thực sự với cái tần số quét như thế này thì nó sẽ đáp ứng ở mức là cơ bản để cho các bạn có thể là chơi game ngon lành cành đào thôi. Còn nếu như mà để so sánh với một vài con laptop khác á thì chúng ta đã có những cái tần số quét nó cao hơn rồi, nó nằm đâu đó ở khoảng là 144 nè, 165 nè, hay kể cả là 240 luôn. Nhưng mà thật sự đối với mình nha, một cái màn hình mà nó tổng hòa hết như vậy á thì 120Hz là đã đủ dùng rồi. Bên cạnh đó thì màn hình của con này nó sẽ sở hữu độ phủ màu rất là cao, 100% DCI-P3. Với cái độ phủ màu rất cao giống như thế này thì nó có thể hoàn toàn giải quyết tốt cái vấn đề là các bạn có thể làm đồ họa trực tiếp ngay trên màn hình của cái chiếc laptop này luôn, mà các bạn sẽ không cần phải là chúng ta truyền ra một cái màn hình chuẩn đồ họa khác để mà các bạn làm việc giống như là những chiếc laptop thông thường. Xuống tới phần bàn phím thì chiếc laptop này nó sẽ được trang bị một cái phần bàn phím full size, kích thước keycap thì rất là vừa phải để cho các bạn có thể thao tác hành trình phím dài, và kèm theo đó nó sẽ được design bởi Tilsuri. Tilsuri thì nó là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng làm về gaming gear rồi, nên là các bạn không cần phải lo về cái chất lượng của phím hay kể cả là cảm giác gõ, bởi vì khi mình gõ thì cảm giác mà cái bàn phím này mang lại thì nó rất là sướng và kèm theo đó là độ nảy rất là tốt luôn. Nhưng với cái phần bàn phím ở trên chiếc laptop này thì nó sẽ có một cái điểm nhấn khá là nổi bật, đó chính là về phần đèn nền bàn phím. Thông thường với những cái chiếc laptop khác thì các bạn sẽ chỉ được trang bị một cái phần đèn nền bàn phím RGB, hay kể cả cao cấp lắm nha thì chúng ta sẽ chỉ được trang bị là RGB 4 vùng thôi. Nhưng với cái con này chúng ta sẽ được trang bị đèn nền bàn phím là RGB Berkey, tức là các bạn sẽ có thể tùy chỉnh là màu đèn LED của từng phím luôn. Nhưng mà mình nghĩ là chắc cũng không có bạn nào mà chúng ta đủ thời gian để mà chúng ta ngồi chỉnh từng phím vậy đâu. Nhưng mà nếu như mà các bạn chỉnh được thì nó vẫn rất là đẹp và nó vẫn rất là cá nhân hóa cho từng người thôi. Đấy, bên cạnh đó thì chúng ta sẽ còn có thêm một cái dải LED chạy dọc ở cái phần bàn phím và touchpad nữa. Công dụng của nó thì nó sẽ tạo nên cái điểm nhấn dành cho cái phần bàn phím này, và kèm theo đó thì nó sẽ tạo ra một cái sự khác biệt giữa phần bàn phím và cái phần chiếu kê tay. Bởi vì MSI họ đã rất tinh tế khi mà họ đã làm cái phần bàn phím lõm xuống một xíu để giúp cho các bạn có thể là gõ phím nó thoải mái hơn, và kèm theo đó là chúng ta đỡ mỏi hơn nếu như mà các bạn sử dụng máy tính lâu. Touchpad của máy thì nó sẽ có kích thước khá là lớn, bởi vì dù sao đây là một cái chiếc laptop
laptop với kích thước lên tới là 18 inch mà. Nên thành ra touchpad của máy thì rất là to nha, độ tracking rất là tốt. Và khi mà các bạn di á thì nó sẽ có một cái độ tracking rất là mượt mà và không hề có độ trễ luôn. Các bạn cứ thử đi, các bạn cứ rê cuộn vuốt thả trên chiếc laptop này á, các bạn sẽ cảm thấy nó khác bọt hoàn toàn so với những cái chiếc laptop gaming thông thường. Ngoài ra thì chúng ta sẽ còn được trang bị thêm một cái phím bảo mật bằng vân tay nữa và Windows Hello để cho các bạn có thể là tăng cường tính bảo mật hơn dành cho máy. Ở trên này thì chúng ta sẽ có thêm một cái lẫy nè, các bạn nào không thích á, các bạn cứ bật cái lẫy qua để mà chúng ta che camera lại. Còn bình thường nếu như mà các bạn họp hành này kia thì các bạn mở ra sử dụng cho nó thoải mái. Còn về hệ thống loa ở trên chiếc laptop này thì thực sự mình đánh giá khá là cao hệ thống loa của nó. Bởi vì thông thường nha, với những cái chiếc laptop khác thì mình không đánh giá cao cái phần hệ thống loa đâu. Nói chung là loa nghe thì cũng ok thôi. Nhưng với cái hệ thống loa được trang bị ở trên cái chiếc MSI Steel 18 AI này là hệ thống loa đến từ Din Audio, và chất lượng âm mà nó mang lại thì mình đánh giá khá là tốt. Bass trap nghe khá là ngon. Nếu như mà bạn nào thích nghe đa dạng loại nhạc khác nhau thì chắc chắn là các bạn sẽ rất là ưng cái hệ thống loa ở trên con laptop này. MSI Steel 18 AI sẽ được trang bị rất đầy đủ những giao thức kết nối từ không dây cho tới có dây dành cho các bạn. Ví dụ như là không dây thì chúng ta sẽ được trang bị chuẩn Wi-Fi 7 mới nhất và kèm theo đó là Bluetooth 5.4. Còn với những giao thức kết nối có dây thì các bạn sẽ được trang bị hai cổng Type-C, hai cổng A, một cổng đọc thẻ nhớ SD, một cổng HDMI và một cổng mạng LAN OJ45 để cho các bạn có thể là dễ dàng kết nối với những cái thiết bị ngoại vi khác. Cuối cùng đó chính là về phần thời lượng pin. Với chiếc MSI Steel 18 AI này thì nó sẽ được trang bị một viên pin với dung lượng là 99.9 Wh, gần như là max pin ở thời điểm hiện tại rồi. Thời lượng on-screen mà chiếc máy này mang lại thì cũng khá là ổn. Nó sẽ nằm đâu đó ở mức là từ 2 tiếng rưỡi cho tới 3 tiếng nếu như mà các bạn sử dụng những cái tác vụ hỗn hợp, và kèm theo đó độ sáng của màn hình các bạn để ở mức là 50%. Và mình cũng xin dành một lời cảm ơn rất đặc biệt đến MSI Việt Nam và kèm theo đó là nhà phân phối Viễn Sơn đã cho mình mượn cái chiếc laptop này để có thể là review cho các bạn sớm nhất. Tóm kết lại, với MSI Steel 18 AI thì đây là một cái chiếc laptop rất là thú vị, bởi vì khi mà mình vừa mới nhận chiếc laptop này và mình trải nghiệm được nó thì mình cảm thấy đây là một cái chiếc laptop sinh ra để dành riêng cho mình luôn, bởi vì nó được trang bị rất đầy đủ những thứ mà những creator đang cần. Ví dụ như các bạn sẽ được trang bị một cấu hình rất mạnh mẽ để chúng ta có thể là làm tốt những cái công việc về đồ họa hay kể cả là giải trí đều rất là ngon, và kèm theo đó là chúng ta còn được trang bị thêm AI nữa. Đây là một thứ rất quan trọng ở trong thời gian tới các bạn nha. Và đặc biệt là ngoại hình của nó rất đẹp và nó sẽ không kém phần clean để cho mình có thể là mang đi khắp mọi nơi và chúng ta có thể là làm việc thoải mái. Có chăng cái điểm yếu của nó duy nhất đó chính là thứ nhất là nặng, còn thứ nhì là giá tiền của nó cũng nặng luôn, nghe đâu là gần 100 củ lần đó các bạn. Còn các bạn cảm thấy là chiếc laptop này như thế nào, cứ để lại bình luận ở phía dưới phần comment để cho tụi mình biết với nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video lần sau. Bye bye, nhớ like và subscribe nhé.